Hello, 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 xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn cùng quay trở lại với đầu chương phái sinh Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện nó cũng khá là thú vị Mặc dù nó không mang lại cho mình niềm vui nhưng mà mình thấy nó khá là thú vị Và mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thể tránh được cái lỗi này Đó, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình là một cái khoản lỗ 1 triệu 400 nghìn của mình Và các bạn nhìn hợp đồng này chỉ có một hợp đồng thôi mà mình lỗ những 1 triệu 400 nghìn Giả sử có 10 hợp đồng thì Hôm nay mình đi bay 14 triệu à đó. Vậy thì lý do vì sao mình lại có cái khoản lỗ này? Thật ra bình thường mình kiểm soát uh, nói chung là chốt lời cắt lỗ theo kế hoạch. Đó. Tuy nhiên thì cái sự việc hôm nay nó có thể gọi là mình thực sự chưa cẩn thận, cũng có thể là mình chưa thực sự cẩn thận. Và ngoài ra thì nói chung là có thể là mình quên, mình không thực sự hôm nay mình không thực sự để ý lệnh. Và cái thứ ba là gì ạ? Có một cái việc mà mình nghĩ là sẽ sẽ rất là nhiều bạn nếu mà các bạn không để ý các bạn sẽ bị mắc cái lỗi này đó cho nên là cái vấn đề thứ ba mình sẽ chia sẻ luôn với các bạn ở đây ok chúng ta sẽ cùng đến với cái uh, lý do thực sự của cái khoản lỗ 1 triệu 400 nghìn này của mình các bạn nhìn nhé đây là chỉ một lệnh thôi các bạn ạ một lệnh thôi và nó chỉ có mấy phút cuối thôi đó đây là lý do đây các bạn nhìn uh, mình lấy xong slide tiếp theo cái bức hình này thật ra cái lúc mà mình kiểm tra là mình không đang ở nhà và mình đang đi trên đường Đó. Nhưng mà mình mở máy ra mình xem tại vì mình nghĩ là hôm nay thị trường nó sẽ xuống mạnh Đây các bạn nhìn là 14 giờ 31 phút có nghĩa là nó đã vào ATC rồi Và các bạn biết là khi nó vào ATC rồi là mình không kiểm soát được lệnh nữa Mình không xử lý được lệnh nữa Thì các bạn nhìn này Ngày đặt lệnh là ngày 22 tháng 11 năm 2023 13 giờ 47 có nghĩa là ngày hôm qua ngày hôm qua mình dự là thị trường nó sẽ sọt mạnh tuy nhiên thì ngày hôm qua các bạn có thể nhìn thấy là nó không có sọt đúng không ạ và mình có đặt một cái lệnh sọt ở trước đấy đó còn đây là cái lệnh chốt lời của mình là mình sẽ chốt lời ở một không chín bốn bảy có nghĩa là thị trường sẽ về giá bắt đầu kích hoạt ở một chín năm và khi nào đến cái giá một chín bảy này thì nó sẽ khớp cho mình và đây là cái nhịp khớp thứ hai của mình có nghĩa là trước đấy mình đã có một nhịp chốt lời rồi nên là mình còn để một hợp đồng ở cái nhiều khớp này, đấy một hợp đồng thôi các bạn nhé, ừ, 13h47 ngày 22 tháng 11 này. Và sau khi mà các bạn để ý, phiên hôm qua ấy, nó xuống được một chút đến tầm 96 thì phải, mình nhớ là 96 thì nó quay lên thì mình chốt ở tầm 98 gì đấy, đó, mình chốt ở tầm 98 gì đấy và mình còn cái lệnh này để nguyên, để nguyên và mình không có xử lý cái lệnh này đi. Cho nên cái lệnh này ngày hết hạn của nó đến tận mùng uh, 7 tháng 12 cơ các bạn mùng 7 tháng 12 cơ Và ngày hôm nay thì mình đánh như bình thường Và mình cũng dựa là nó sẽ sọt mạnh Thế dạ nhưng mà mình không nghĩ là nó xuống đến sâu mức độ như ngày hôm nay là 30 mươi mấy điểm Và mình đã chốt lời sớm Và khi mình chốt lời xong rồi thì mình Tất nhiên là mình không ở trên Trên bảng điện theo dõi nữa mà mình tắt máy đi Mình đi làm việc khác Cho đến cái giờ 14 giờ 31 này Mình mới mở ra xem Đấy dạ. Thì mình thấy các bạn nhìn cái cái cái, cái dạng ngày nhé 23 21 11 2023 này cái lệnh này của mình nó bắt đầu khớp thì các bạn hôm qua các bạn biết là mình short đúng không ạ và đây là lệnh chốt lời của mình nên nó sẽ long và cái thời điểm 14 giờ 27 phút này thị trường nó short rất là mạnh đó thế là mình không có để ý nó đã khớp một cái lệnh short là một cái lệnh long ở đây cho mình thời điểm kích hoạt này và cuối cùng là gì ạ cuối cùng là thị trường short về rất là sâu và mình đây này cái lệnh vào của mình là 1094.7 còn mình không biết là cái hôm nay nó cuối ATC ấy, nó là nó về như thế này Các bạn nhìn nhé, đây 1080 à, Nó khớp vào giá 1094 à Có nghĩa là cái nhịp sọt rất là mạnh luôn, nó không khớp được ở 1094.7 cơ mà Nó khớp vào 1094 Và chốt phiên là 1080 các bạn nhìn này. Cuối cùng là mình lỗ 1 triệu 400 nghìn chỉ với một hợp đồng Cho nên cái video này mình muốn chia sẻ với các bạn là gì khi các bạn đã vào lệnh điều kiện thì nhớ giúp mình là gì ạ trước khi các bạn tắt máy đi làm gì kiểm tra lại một lần và xóa những cái lệnh này đi thật ra bình thường mình làm cái việc này suốt đó nhưng mà cái phiên ngày hôm nay thực sự mình không để ý là tại vì sao cái phiên hôm qua mình chốt chốt lời ở cái lệnh trên đấy là mình không để ý rằng mình còn để một cái lệnh chốt một con ở dưới này có nghĩa là cái nhịp này là cái nhịp xa nhất mà mình có thể nghĩ đến thị trường nó đi và mình để có một con còn trước đây là mình đã chốt đi rồi và hệ quả là ngày hôm nay mình nhận cái hệ quả là gì ạ khá là đáng ngay các bạn nhìn này. chỉ có một hợp đồng mà đi bằng bằng này tiền luôn thực sự nó hơi chán nhưng mà đây là một bài học mà mình nghĩ là mình cần chia sẻ với các bạn để khi mà giao dịch thì các bạn không bị mắc những cái lỗi này. Đó là khi nào mà các bạn các bạn vào lệnh điều kiện ấy thì nhớ là khi các bạn đã xử lý xong cái lệnh đấy nếu mà các bạn uh, xử lý bằng thủ công chẳng hạn, có nghĩa là không chờ đến điểm mà các bạn xử lý trước đi rồi thì phải nhớ mở lại cái bảng giả, lệnh điều kiện và các bạn xóa những cái lệnh của các bạn đã đặt đi. Còn nếu không thì cái chuyện này nó sẽ xảy ra Đấy chưa ạ Và khi chuyện này xảy ra rồi Ví dụ như mình này 14 giờ 27 này Đến khi mà mình xem thì nó đã quá muộn rồi Nó đã quá muộn rồi Và mình không xử lý được nữa Trong ATC thì mình không xử lý được cái lệnh đấy nữa Nó khớp rồi mà Đó Thì mình chỉ để nó chạy và nhìn thấy nó lỗ Lúc đầu thì hình như là Lúc mình xem là nó bắt đầu lỗ 500 mà. Đến khi mà đến cuối phiên một phát thôi Lỗ 1 triệu 400 nghìn là mình phải trụ lại màn hình Vì mình biết là gì ạ Đây là một bài học mà mình nghĩ là nó sẽ giá trị Với tất cả các bạn còn bản thân mình thì ra là mình đã trải qua những cái này Ngày trước kia mình bị rất là nhiều rồi Khi mới ấy, mình không để ý những cái này ấy. Mình bị rất là nhiều, thậm chí mình còn bảo ờ uh, Thị trường chưa đều mình hay như này kia Nhưng mà thực sự là mình không để ý để mình xử lý những cái lệnh điều kiện này đi Và các bạn nhìn cái ngày hết hạn của nó rất là dài Đó, nên là nếu mà Nếu mà chúng ta có đặt lệnh điều kiện Điều kiện thì phải nhớ chúng ta phải xử lý nó đi Chứ nếu không là rất là nguy hiểm Giả sử hôm nay Mình để cái nghiệp này khoảng 5 con thôi là cũng Đủ chán rồi Chứ được bảo 10, 15 con đúng không ạ May mà mình để đây một hợp đồng Một hợp đồng thì thôi mình chấp nhận mình lỗ như này Thật ra lỗ như này thì bù lại cái khoản lãi của mình trước đấy mình có chốt Thì nó cũng vẫn ok không vấn đề gì cả Nhưng ý là mình mình thực sự mình thấy cái việc này là việc rất là cần chia sẻ với các bạn Đó Nó sẽ là nội dung video ngày hôm nay chỉ có như thế thôi Mình chúc các bạn ngày mai sẽ rất hiệu quả Và hẹn gặp lại các bạn vào video ngày cuối tuần Còn thời ra đợt này mấy hôm nay mình đang hơi bận một chút Nên là chưa có thời gian làm video cho các bạn Ok Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.